Mệt, mệt quá đại ca ơi. Chạy, chạy lại đây đại ca ơi. Chậm chậm, trời ơi, chờ tao một chút. Các ngươi chạy đâu cho thoát. Dạ, xin cô nương tha mạng. Các ngươi dám cả gan trêu chọc bổn cô nương thì đừng mong ta tha thứ. Dạ, tại tụi em thấy cô nương đẹp quá nên tụi em mới mở miệng cả đùa. Dạ, xin cô nương tha thứ, từ nay tụi em thề không dám giận nữa. Sao ta đẹp à? Dạ đẹp lắm. Dạ, tại con mắt mà nó hại cái thân. Hại con mắt à? Dạ. Vậy thì từ nay các ngươi sẽ vĩnh viễn được từ giả đôi mắt. Hãy xem phấn hương đoạt nhãn của bổn cô nương. Bần đạo chỉ là kẻ tu hành đơn độc trên dặm đường dài, có chi đâu mà khiến cho ai đó nhọc công theo dõi suốt 3 ngày đêm sương gió. Tới đây đã bị dọc sông chắn ngang trước mặt, xin ai đó hãy xuất đầu lộ diện. Hay lắm. Đúng, đã 3 ngày đường ta theo chân hòa thượng, không ngờ ông đã biết. Mô Phật, tráng sĩ theo bần đạo để làm gì? Ta theo quốc hòa thượng là để biết tại vì sao suốt mấy ngày đường khó nhọc mà lúc ngủ lúc ăn túi kia cũng chẳng rời dây. Chắc là bên trong ẩn chứa điều gì bí mật, là bí kíp võ công hay là bảo ngọc trân châu. Mô Phật, đã lên dương trần bằng lốp áo cà sa, hành lý bên mình chỉ có chuông mõ kệ kinh. Tráng sĩ nghĩ sao mà bảo bận tăng có mang báo vật? Nếu muốn ta tin thì hãy trao túi cho ta xem. Mô Phật, xin đừng bức ép kẻ tu hành. Lão đừng hòng qua mắt ta. Trong chiếc túi mà lúc nào lão cũng khư khư giữ chặt trên vai, có phải có rất nhiều gian? Gian? Phải. Mau trao nó cho ta. Sao tráng sĩ lại biết? Không có gì có thể che mắt được ta. Che mắt được Sơn Đạo Đại Dương Lan Bạc Hổ. Tráng sĩ là... Thôi, đã biết danh của ta, mau giao nộp số vàng. Nếu không thì đừng trách tại sao ta ác độc. Mô Phật, xin đại dương rộng lòng tha thứ. Đây là số vàng bần đạo quyên góp của thập phương suốt mấy năm ròng để đem về sửa sang Phước An Tự. Ta không cần biết. Đưa đây. Tráng sĩ. Đưa đây. Tráng sĩ. Đưa đây. Kìa, tráng sĩ. Ta đã có một kho vàng, vậy thì Dương Thúy Ngọc sẽ thuộc về ta. Ngay bây giờ ta sẽ xuôi về Kiên Bản đến Bích Nguyệt Thanh Lâu chuột nàng Dương Thúy Ngọc. Không, không. Tráng sĩ, xin hãy trả lại số vàng cho bần tăng. Hãy trả lại cho bần tăng. Trả đây. À! Nằm yên dưới đáy sông đó mà tụng niệm cho sớm nhập cõi Niết Bàn. Dường như có người đang gặp nạn giữa dòng, ta phải mau giải cứu mới được. Hòa thượng. Mô Phật. À, Hòa thượng đã tỉnh rồi. Mô Phật, muôn vàng cảm tạ, thì ra người vừa mới cứu mạng cho bần tăng đó à. Có chi đâu mà ân với nghĩa, tôi chỉ là một kẻ chèo đò trên sông vắng, gặp người hoạn nạn thì ráng giúp đấy thôi. À, dường như Hòa thượng có điều chi lo lắng. Mô Phật, đúng rồi, ân nhân quả là cao trí. Bần đạo đang lo lắng nhưng ông phải vì lo cho dặm đường còn lắm gian nan. Nguy hiểm muôn vàng, tin
mạng khó an, bởi giang hồ còn lắm kẻ gian. Mà bần đảo nắng lòng lo toan, vì mới vừa đây kẻ gian đã cướp mất số vàng. Hả? Hòa thượng mà cũng có vàng nữa à? Hãy bần đảo đâu dám sai lời, khi đối diện với ân nhân số vàng kia bần đảo đã quyên góp bao ngày để mong làm điều phúc thiện để cứu độ cho giang hồ thoát khỏi quả hiểm nghèo của nữ yêu. Hòa thượng nói chi mà tôi không hiểu được, nếu thật là người vừa bị mất vàng thôi thì tôi sẽ ra tay giúp người tìm lại. Vậy xin nói cho rằng kẻ gian đó là ai? Mô Phật, kẻ đó chính là... Là ai? Mà hắn là một tay gian phi có đường kiếm chọc trời xẻ đất. Còn ân nhân chỉ là một trạo phu quen nghiệp chèo đò. Bần đạo có nói thì ân nhân cũng không sao giúp được. Hòa thượng hãy nhìn cây sào này thì sẽ biết tôi là một gã chèo đò không quen nghiệp. Bần đạo thấy không có gì khác biệt. Không khác biệt à? Đây, hãy xem cho kỹ. Đây không phải là một cây sào, mà là một khối sắt dài và nặng đến cả trăm cân. Và trên thân nó còn đắm dòng chữ khắc Độc Thương Trường Cán. Hả? Độc Thương Trường Cán? Phải, đây là một cán thương đã gãy lìa sau một đợt giao lâm. Nó là chính tích đau thương kẻ thù đã sát hại phụ năm qua. Tôi chờ tôi đợi, nhưng kẻ thù thâm vẫn biết phương nào. Có lẽ hắn đã qua đời. Ân nhân còn chờ đợi mà làm chi, khi thù quán đã chìm sâu. Hãy lấy bao dung xoa bỏ hận thù, đeo đuổi tìm gì cho nợ máu chất chồng. Không, tôi đã thề trước vong linh thân phụ sẽ dành trọn đời để rửa thù sâu. Mô Phật, lấy ân báo oán, oán nọ tiêu tan, còn lấy oán báo oán thì oán nọ chập trùng. Thôi, chuyện của trần ai thế tục thì hòa thượng cũng chẳng nên can dự để làm gì. À, còn kẻ gây họa cho hòa thượng, nó đã cướp bao nhiêu vàng? Dạ, kẻ đó đã cướp mất một cái gói đựng 999 lượng vàng. 999 lượng vàng? Phải. Tại sao không tròn 1.000 lượng mà chỉ có 999 lượng? Mô Phật, vì bần đạo chỉ cần bao nhiêu đó thôi nên không quyên thêm nữa. Được, tôi sẽ đi tìm kẻ đó lấy lại vàng cho hòa thượng. Tôi đi đây. Ân nhân, ân nhân. Độc Thương Trường Cán, 20 năm trong chốn giang hồ, nghe tên mấy điều kính tâm khiếp vía. Vậy mà bây giờ mi phải chịu nằm im lìm nghe sóng vỗ bên tầm dương. Nè hòa thượng, nãy giờ ông đứng đây có thấy hai kẻ bị mù vì phấn hương đọt nhãn không? Mô Phật, bần tăng không thấy, nhưng cô nương là ai mà tìm hai kẻ ấy? Là chủ nhân của phấn hương đọt nhãn. Chủ nhân của phấn hương đọt nhãn? Phải. Thì ra kẻ gây họa cho giang hồ là một cô thiếu nữ. Vừa rồi hai tên vô lại Lý Bất Nhân cao như bụi đã bị ta dùng phấn hương đọt nhãn bị mù rồi. Phật, lại thêm hai nạn nhân tật nguyền vì phấn hương đọt nhãn của cô nương, rồi cũng sẽ đến lượt hòa thượng trong nay mai đó. Mô Phật, bần đạo là kẻ tu hành, đừng giấu ta. Ta biết hòa thượng đang định chế thần dược để chữa trị cho những kẻ bị ta ném phấn hương đọt nhãn, có phải vậy không? Mô Phật, bần đạo chỉ làm công việc cứu nhân độ thế. Nhưng những kẻ bị ta cướp đi ánh sáng đều là những tên vô lại. Khi làm phước, bần đạo không cần biết kẻ sang người hèn, thù hay bạn.
Nhưng kể từ bây giờ hòa thượng đã gặp chủ nhân Phất Hương Đoạt Nhãn thì ta cấm hòa thượng không được chế thuốc chữa trị cho kẻ nào cả. Nếu không nghe thì hòa thượng đừng trách tại sao độc thương trường cán này không cho hay trước đó nhé. Độc thương trường cán? Phải, đó là danh hiệu từng làm chấn động trong giới võ lâm hơn 20 năm qua. Mô Phật, vậy là bần đạo chắc chắn tin rằng tước danh độc thương trường cán không phải tên của nàng mà là một giang hồ hảo hán. Hòa thượng có quen biết kẻ đó chăng? Bần tăng không bà con, cũng không họ hàng thân thiết, nhưng trong ngoài giới giang hồ ai cũng từng nghe danh biết tiếng. Vậy cô nương mượn tên tuổi kẻ đó mà làm gì? Để làm gì à? Để ta tìm ra tông tích kẻ thù, vì độc thương trường cá đã giết phụ thân ta. Ta gieo quán gây thù trong khắp dân gian, làm tước danh kẻ đã tự tích giang hồ, một kẻ đó xuất đầu lộ diện ra ngay. Mô Phật, bản lãnh tầm thù của cô nương thật là thâm sâu và cay độc. Mượn danh đội lốp kẻ thù đi gây tóc tan trong khắp nhân gian. Bần đạo thiết nghĩ đó là một hành động điên cuồng. Mỗi người có một phương cách riêng trong việc sửa gia thù. Ngày nào có nạn nhân của độc thương trường cán là ngày đó ta có thêm một hy vọng tìm ra kẻ thù đang tuyệt tích. Phật, vậy là biết đến bao giờ dân lành vô tội mới hết là nạn nhân của Phấn Hương Đoạt Nhạn? Ngày nào độc thương trường cán xúc đầu lộ diện, nhận lãnh kiếp sống đuôi mù, thì bạn cô nương mới dừng tay đoạt nhạn. Mô Phật, xin đức từ bi vô lượng quang minh cứu độ chúng sinh đang ngục lặng trong trầm luân khổ ai. Kìa, bây giờ hòa thượng định đi đâu? Bần đạo sẽ về Phước An Tự. Ủa, cái sào dựng ở đây mà anh của ta lại đâu rồi? Thôi được, hòa thượng xuống bến đi, ta đưa qua sông giùm cho. Mô Phật, cảm tạ cô nương. Đại ca ơi, đại ca ơi, đại ca ơi. Làm gì mà làm sao vậy? Trời ơi, cho đại ca không thấy nãy giờ anh em mình trốn đi, tôi đều muốn nín thở à. Họ đâu rồi? Dạ em thấy họ đi hết rồi. Ôi trời đất ơi, đuôi mày làm sao mày thấy? Dạ đuôi con mắt chứ đâu có đuôi có lỗ tai. Đại ca không nghe tiếng mái chèo khô nước đó sao? Hồi nãy nghe ta nghe con quỷ cái nó nói với hòa thượng là kể từ nay không được chữa trị cho ai hết. Nè, nó chơi cái điều này là tai với đây đuôi cả suốt đời rồi. Là chết rồi à đại ca. Cầm mình nói đi. Dạ rồi bây giờ mình tính sao đại ca? Tính cái gì nữa mà tính, thì phải chạy về cho đại dương hay để người can thiệp chứ sao? Trời ơi, đi còn không thấy đường mà chạy sao được mà chạy đại ca. Bộ bây giờ mày đứng đây cãi lý hoài hay sao? Thôi về. Dạ về. Hòa thượng ơi, hòa thượng. Đại ca ơi, đại ca, có người tới. Mình đứng đây đợi hỏi thăm đường nha đại ca. Hòa thượng ơi, hòa thượng à. Ủa, mới đây mà bỏ đi đâu rồi kìa? Còn hai ông thầy bói này đi đâu vậy? Ủa, hai người đuôi mà có điếc không? Dạ đuôi mà không có điếc. Tại sao tao hỏi không trả lời? Dạ ông hỏi gì? Các người có thấy ông hòa thượng ở đây đi đâu không? Ủa, đuôi mà làm sao các người thấy được ha? Dạ thấy chứ. Đuôi mà thấy à? Dạ lúc tụi tôi thấy là lúc tụi tôi chưa có đuôi. Các người mới đuôi đây sao? Rủ nhau đuôi một lượt à? Dạ tôi bị mù từ lúc chưa đuôi. Còn tôi bị đuôi từ lúc chưa mù. Ông giàu lòng phước lòng nhân, làm ơn chỉ lối cho tụi tôi về nhà. Ta không ngờ hồng mũi quá sai phù, biến các ngươi thành những nạn nhân. Ủa sao ông biết chuyện chúng tôi đuôi mù? Bởi vì ta là anh kẻ đó. Dạ một lại này xin lại ông anh, đưa tụi tôi về tập vạn đại sơn. Tôi thừa thủ lãnh đền ơn bạc tiền.
ta không cần tiền bạc của các ngươi. Mà các ngươi có thấy có nghe tiếng hòa thượng ở đây không? Dạ, hồi nãy á, tụi tôi nghe ổng nói chuyện với cô gái, mà cô gái đó đã làm mù đôi mắt tôi đó. Dạ, mà cô gái đó có giọng điệu dữ dằn như chằn tinh vậy đó. Tụi tôi núp trong bụi mà còn run như cầy sấy. Cầm đi. Rồi sao nữa, nói tiếp. Dạ, tôi nghe cổ hâm giết ông hòa thượng vì ổng định chế thuốc chữa trị cho những người bị đuôi mù vì phấn hương đoạt nhãn đó. Hòa thượng đó biết thuốc chữa trị à? Sao các ngươi không nhờ ổng chữa trị giùm cho? Dạ, cổ cấm hòa thượng rồi, thiệt là xui cho tụi tôi hết sức. Cái đó cô đưa ổng qua đò. Thôi đủ rồi, các ngươi đi đi, ta cũng phải đi tìm hòa thượng. Ta đi đây. Đại hiệp, đại hiệp. Rồi, đi mất rồi. Thôi, theo tao, mình cũng phải về kiếm đường giọt đi chứ, đi. Dạ, đi đâu vậy đại ca? Thì đi về Thập Vạn Đại Sơn, chứ còn đi đâu nữa. Đi, đi theo tao nè, tao mò đường cho đi, đi. Đi. Đại ca ơi, dò đường ngẫu quá, đệ mù mà còn té xuống sông, chết đuối rồi đại ca. Chết rồi, vậy là hết về Thập Vạn Đại Sơn. Tao với mày chuẩn bị ghé thăm Hà Bá. Ủa, ai mà hành lý ôm chặt trên tay, mắt lại lấm lét ngó quanh dường như đang lo sợ. À, chắc là kẻ đã cướp vàng của hòa thượng đây. Này, mau dừng lại. Ê, tôi lại ông, xin ông tha giùm. Tôi là kẻ lạc đường, chẳng có tiền bạc gì hết ông ơi. Im ngay, ta không phải là ăn cướp. Thì ra kẻ hại nhà sư lại là một người đẹp vô cùng. Trời ơi trời, sao lại vu oan giá họa cho tôi vậy? Tôi hại nhà sư hồi nào? Còn cái gói này là của tôi mà. Rất tiếc là hòa thượng đã sang xong rồi, phải chi ổng còn ở đây để nhận diện, chắc nàng hết chối cãi. Tuy nhiên, để chứng minh nàng là người ngay thật thì nàng hãy trào gói đồ cho ta xem. Tôi nói coi không được mà đòi coi hoài à? Nếu không được coi tức nàng là kẻ gian. Trong tôi đựng cái gì ta đã biết. Đã biết rồi còn đòi coi nữa làm chi? Tôi đâu phải kẻ gian phi. Không gian phi mà giết ông hòa thượng. Hả? Rồi xô ông té xuống lòng sông để đoạt chín trăm chín mươi chín ni lượng. Trời đất ơi, toàn là những vàng thoi bạc đen. Chính ông đã khai khi được ta vớt lên bờ. Nè, ông khai ra sao mà ông lại nghi ngờ? Gặp tôi rồi lôi kéo trở về. Tôi con gái đàn bà mà ông hiếp đáp vậy sao? Nè nè, ta không có tà tâm trước nhan sắc của nàng, không đụng chạm đến dốc ngọc mình à. Ta chỉ cần khám xét nàng thôi. Thì đây nè, ông cứ tự nhiên khám người tôi đi, khám đi. Đó, tôi đâu phải là thầy thuốc mà khám người cô. Tôi chỉ cần coi gói đồ. Ông nhất định xem cho bằng được à? Ừ. Tôi cũng chẳng cần giấu giếm mà chi. Nhưng khi xem xong, ông đừng có giận à nghe. Nè, xem đi. Đâu, để tôi xem. Trời ơi, sao toàn là xiêm áo của nữ nhi không vậy? Thì tôi đã nói rồi mà. À, té ra nàng không phải là kẻ gian. Đâu, đưa bàn tay ta coi. Ê, sao tự nhiên nắm tay người ta vậy? Đôi tay nõn nà này không thể là tay quen đao kiếm được. Nếu không phải thì hãy để cho tôi đi. Kìa, sao nắm tay tôi hoài vậy? Khoan, để ta tìm sợi dây. Chi vậy? Để nhờ nó trói chặt lấy tay ta với tay. Bảo dạng tình yêu thật là nông cạn. Gặp người đẹp là thừa cơ, nói tiếng yêu đương thật thiếu ốm ờ. Yeah. Tình yêu hay đến bất ngờ, không hẹn giờ hẹn giấc. Trời ơi,
mình là kẻ tức thời, phải nắm ngày hạnh phúc. Hạnh phúc trong tay muôn còn hay là mất đều là do ở nơi thôi, xin hãy tìm hiểu một thời gian. Thời gian là bao năm, bao tháng, bao ngày, nàng cuối phương trời, còn cốt sơn huyết hải này tận mãi chân mây. Bây giờ nàng định về đâu? Em đang tìm đường trở lại Dương Gia Trang. Dương Thúy Ngọc là tên của người nữ nhi bạc số này. Dương Thúy Ngọc? Phải, đó là danh tánh của em. Bây giờ anh có thể trả tự do cho em được rồi chứ? Dương Thúy Ngọc, tại sao em lại thở than bạc số? Cốt sơn huyết hải ơi, xin đừng nói tiếng ân tình với một kiếp qua hèn mọn. Đã mấy năm trời bị lạc gia trung, do bọn cường hào nhiễu nhương gây họa, thân nhi nữ bơ vơ lạc lối. Thôi, xin anh đừng hỏi nữa. Ngọc ơi, nghe tâm sự của em anh bồi hồi xúc động. Thương cho đời ai sớm chịu cảnh gian truân, anh càng muốn cùng em sẽ tơ cơ tóc. Vậy thì đừng bao giờ em nói tiếng chia ly. Anh sẽ đưa em về tận gia đình, để tình mình mai sau dạt dào như sóng tầm dương. Đưa tiếng mà làm chi, rồi cũng phải chia lìa, chỉ thêm bình rình cho lòng và tâm hồn bâng khuâng. Ngọc ơi, ai xui gặp gỡ nhau chi, cho nợ yêu thương vương bận trong đời. Anh đã yêu em rồi, nguyện suốt đời không phai. Cố tình nào chẳng lắm trong gai, càng yêu thương thì dấu bể càng nhiều. Thà mình chia tay hiện thời, rồi sẽ có ngày trùng lại. Anh mơ ước đẹp chút mai, để đôi tim rung cảm rạc rào. Em trở lại bên sông buồn, đâu chừng ngày đó em trở lại chẳng gặp anh. Tại sao lại chẳng gặp anh, hay thời gian đã làm đổi thay? Dương Thúy Ngọc, dù cho thời gian năm tháng đợi chờ, cũng không thể đổi thay được tâm lòng của cốt sơn huyết hải. Em cảm ơn anh đã nghĩ đến em, nhưng hiện giờ thì... Xin em đừng nói tiếng từ ly. Thôi, hãy đưa tay cho anh dẫn xuống thuyền, anh sẽ đưa em về gia nội. Về gia nội à? Không, về chầu Hà Bá thì đúng hơn. À! Kìa, Hồng Mùi, tại sao lại tung trưởng số Thiên Ngọc xuống sông? Nếu có tiếc thương thì lao xuống mà cứu đi. Khỏi nói, thì ta cũng quyết cứu nàng đây. Trời ơi, si tình đến mức độ điên cuồng, giang giái thủy thần cho anh ở dưới luôn. Đừng lên bờ nữa mà cản trở những việc làm của ta hành động. Tôi của Hồng Mùi là tôi tài trời, mai là ta vớt kịp, nếu không thì nàng chết đuối rồi còn gì. Vậy mà em tưởng anh ở với người yêu ở dưới thủy cung luôn rồi chứ. Thôi, để em đưa nàng vào trong liều mà lo săn sóc cho nàng. Đưa đi Hồng Mùi, quăng người ta xuống sông một lần nữa phải không? Chà, có bộ ẩm được rồi ẩm hoài, không mỏi tay sao lĩnh huynh. Mỏi tay hay không thì mặc xác tôi, chứ không hề mắc mơ đến đi Hồng Mùi đâu mà lại nói. Nè, cho anh mượn đồ của Hồng Mùi coi, vì nó đã ngất hết trơn rồi. Lãng nhất, quần áo của em anh mặc được sao? Không phải là anh mặc đâu. Vậy chứ cho ai? Mà để cho nàng Dương Phi Ngọc. Ờ, nếu vậy thì lại càng không vô. Hãy lấy đồ anh để mặc cho nàng. Ý trời, làm sao mà nàng mặc được đồ con trai? Thì hơi ham của anh sẽ ấp ủ
cho nàng. Nếu vậy thì nó lại càng hay. Hơi hôm của ta sẽ ấp ủ cho nàng. Nhưng mà ta là con trai, thay simi cho nàng không tiện. Muội, muội giúp giùm đi. Cái gì? Giúp giùm anh đi. Không, nhất định là không. Nếu vậy thì thôi, không cần, ta sẽ tự lo. Cười cái gì? Cái gì cười? Không muốn thấy ta đang thay đồ cho nàng mà con mắt nhắm lại đi sao? Thôi, mở mắt ra đi, tai qua nạn khỏi rồi. Trời ơi, chị dâu tương lai của tôi thiệt là tốt phước vậy đó. Ủa, quần áo của cổ anh thay ra rồi anh để ở đâu? Giặt cho khô rồi phơi ngoài dây kìa. Trời ơi, tội nghiệp cho anh trai tôi quá. Cười nữa hả? Chồng chắc có bể đầu bây giờ. Thôi thôi thôi, thôi mà, đừng đánh cổ, lỡ rồi mà. Dạ, cảm ơn cô đã săn sóc và thay quần áo giùm tôi. À, nàng, nàng đã tỉnh lại rồi. Cảm ơn ảnh kìa. Cái việc mà lo chu toàn này là một tay ảnh, tôi không có can dự à nghe. Ủa, ủa, quần áo này là của ảnh? Anh bảo cô mặc đồ của ảnh để hơi hướm của ảnh truyền sang cho cô bớt lạnh lùng. Tôi nói tôi cho mượn đồ, anh không chịu không? Tôi đòi thay đồ giùm cho cô, anh cũng không cho nữa. Trời ơi, thiệt tôi chưa từng thấy cái người đàn ông nào mà giãn tay như anh hai tôi vậy đó cô. Trời đất ơi, Hồng Muội ơi, ăn xui nói ngược như vậy không sợ. Thôi mà, bộ đồ của anh em đang mặc trong người đủ chứng minh lời nói của cổ rồi. Hơn nữa, chính anh đã nói với em là hạnh phúc thường đến bất ngờ, phải chụp lấy kẹo dùa khỏi tầm tay. Anh quên rồi sao? Hèn chi. Thôi đi, tôi không nói chuyện với Hồng Muội nữa đâu. Cốt Sơn Quyết Hải, anh bỏ em đi đâu vậy? Anh xuống bến, tát nước đò. Cô ở đây cho tôi hỏi chuyện. Cô à, bây giờ cô định kết tình luôn với anh tôi đó hả? Nếu đúng như vậy thì sao? Thì ta cấm nàng. Không ai có thể cấm được tình yêu của người khác. Giả lại, cô chỉ là em. Chào cô. Khốn kiếp. Trời ơi, trời ơi, đôi mắt của tôi đã mù rồi. Dương Thuy Ngọc. Dương Thuy Ngọc. Trời ơi, nàng đã bị mù rồi. Trời ơi, thêm một nạn nhân gì phận hương đoạt nhạn. Cô Bạch Huyết Hồng, nếu giết được em, ta đã giết từ lâu rồi. Em đã mù quáng đến nỗi không còn phân biệt ai thù ai bạn. Huống chi Dương Thuy Ngọc, ta coi nàng trọng hơn mạng sống của riêng mình. Dương Thuy Ngọc. Dương Thuy Ngọc ơi, dù chưa nói tiếng yêu ai, nhưng với em anh là người đầu tiên nối liền hơi thở. Để lắng nghe bên tầm dưỡng rì rầm sóng vỗ, cô vô mắt trăng thanh mơ màng soi bóng của hai ta. Như chim én đủ đôi không kêu sầu lẻ bàn, mình hãy xích lại gần nhau và trong vòng tay em đó anh đang ôm trọn một dung nhan ba mỹ thiên kiều. Em như hoa ngày hôn trải trốn nắng chiều, bóng đêm về che mờ đôi mắt biết làm sao em nhìn thấy chân tình kẻ đã yêu em. Này đây giọt sầu tiếc ngọc thương hương, này đây bờ môi cao khát ân tình, và đây cõi sầu ấp ủ trong tim tất cả nỗi lòng cho người. Sơn Quyết Hải, ơn của anh ngàn đời em vẫn nhớ, nhưng tiếng chung tình em không thể nói yêu anh.
Vì sao vị Dương Thuy Ngọc hay em quan trách anh? Vì yêu anh em phải chịu tật nguyền. Cuộc sơn quyết hại không còn khi phân rẽ tôi trên lối tình. Bây giờ đây thắm thân đo đại vì đêm đen phủ vắng tôi rồi. Tôi tình nhân dù nay đã khép dành đi, lòng anh chẳng nghĩ phôi phai. Em tôi hờn thân phận mà chi. Không không ai ơi, em không phải là một kẻ kiếp sợ quyền quý, là bất cứ một ai dùng lời ngăn cản. Bởi đó chẳng qua là do trắng phần tình số trái ngang nghiệp nhà đắng cay. Biết dần ngày đây biết cách ai đây, thương ai mịt mờ tâm tôi. Thì hỡi anh ơi, dù cho đường đời chông gai gian lối, em chẳng mang chi vì đôi mắt em giờ đây nó đã ngủ rồi. Tôi không thể quên mà thôi, nói để làm gì. Anh ơi em đang nằm gọn trong tay anh đó, nhưng hạnh phúc không về chờ đợi mà chi. Chẳng phải dung nhan này mang nét kiêu sa, chê gã đạo phu chèo đò nơi tầm dương mến. Hãy buông em ra cho tình yêu chạy ru, đừng theo bóng túi hình mà thêm khổ người ơi. Rồi Ngọc làm sao em thấy nẻo đường mà đi? Em cần một chuyến đò đưa qua sông rồi nói tạ từ cùng. Nếu mình chẳng đẹp lứa đôi, thủy đài ta vẹn niềm vui trọn tình. Phấn hương đoạt nhãn chủ nhân đến viếng bần đạo đó. Mô Phật, nữ thí chủ chào hỏi bần đạo như vậy cũng đủ nghi lễ lắm rồi. Ông đừng ví ta như là một tên đạo chức. Sự có mặt của ta tại đây rất là danh chánh ngôn thuận, để đối diện với một kẻ tử thù. Mô Phật, kể từ khi cô nương cấm bần đạo chữa trị cho những kẻ mù lòa, bần đạo không chữa trị cho một ai nữa cả. Đừng giấu ta, ta đã bắt gặp Dương Thúy Ngọc đang ẩn trong chùa của hòa thượng. Mô Phật, Ngọc thí chủ vẫn còn đáng sống đời tâm tối. Tại sao ông không chữa trị cho cô ta? Hay là ông đã sợ chủ nhân phấn hương đoạt nhãn này chăng? Sợ dĩ bần tăng không chữa mắt cho cô gái ấy là vì chưa tìm ra thần dược. Đây, tôi biếu ông hai gói thuốc chống phấn hương đoạt nhãn. Mô Phật, cô nương đã đoạt hai gói thuốc này của Tiểu Huệ Minh. Không, tôi không chiếm đoạt, mà chính môn đệ của ông đã dâng tặng cho tôi để đổi lấy sự vui vui mà đối với kẻ ăn chay từ lâu nay thèm khát. Cô nương, nói vậy là cô nương đã thất thần với hắn. Mô Phật, nhưng ông chớ vội mừng, vì sự hy sinh của tôi
đó chính là sự thất bại của ông. Ông có biết hay không, tôi là kẻ khôn ngoan, không dễ bị gạt lường. Việc tôi thất công với tiểu đạo Huệ Minh là do sự hiến dâng của một tâm hồn từ lâu nay cô độc muốn kiếm một tấm chồng, nên tôi đã bằng lòng cho Huệ Minh làm bạn cuối dân. Mô Phật, đó là quyền của cô nương, không ai ngăn cấm được. Chuyện của con tìm có lý lẽ liền. Bần đạo chỉ biết rằng nơi chốn tôn nghiêm đã cai trừ được một kẻ nhơ danh, sống nhờ cơm Phật mà còn ham thất tình lục dục. Nhưng ông còn quên một điều quan trọng là Huệ Minh đã khai sự thật. Mô Phật, bần đạo chưa hiểu hết ý của cô nương muốn nói gì. Huệ Minh nói với tôi rằng ngoài cái pháp danh thích quỳ chân, ông còn có một cái tên khác nữa. Hả? Thôi đừng giấu giếm nữa, đọc thương trường cán hải xem đi. Dừng lại cốt bạch khiết không. À! Mô Phật, tại sao tiểu huynh đài lại điểm huyệt cô nương? Chứ nếu không thì hòa thượng sẽ bị cốt bạch khiết hồng dùng phấn hương đoạt nhãn đó. Hôm nay huynh đài đến đây ắt có điều chỉ quan trọng. Hòa thượng đoán không lầm, tiểu sinh đến đây là vì có một người nhờ dẫn lối đưa đường. Họ đã đem theo một túi vàng đến gặp hòa thượng xin chuộc lại Dương Thúy Ngọc. Vàng? Lao bạc hổ vào đây, cứ đi thẳng đường mà tới. Đây là đâu vậy thiếu hiệp? Và ai mà ta thoáng nghe giọng nói quen quen? Mô Phật, bạn đồng hành với kiếm sĩ suốt 3 ngày đường từ Kiên Mãn đến Tầm Dương. Thích Quyền Chân hòa thượng. Mô Phật, chinh bần đạo. Tôi vừa nghe tiếng của chàng, có phải Cốt Sơn Quyết Hải đã đến đây không? Dương Thúy Ngọc. Dương Thúy Ngọc? Dương Thúy Ngọc đâu rồi? Dương Thúy Ngọc? Ai đó? À, có phải đại dương Lan Bạc Hổ đó chăng? Phải, ta đứng đứng trước mặt nàng đây, nàng không thấy ta sao? Dương Thúy Ngọc, Dương Thúy Ngọc đâu? Dạ, tôi cũng đứng ở đây nè, đại dương không thấy sao mà hỏi? Ta đã bị mù rồi. À, Dương Thúy Ngọc cũng cùng chung số phận. Trời, hòa thượng, tại sao hòa thượng không chữa trị cho nàng? Tại sao thiếu hiệp không xin hòa thượng chữa trị cho ta luôn? Hễ gì Dương Thúy Ngọc nên thiếu hiệp bắt ta phải suốt đời tàn tật. Lan Bạc Hổ, tại sao ngươi có ý nghĩ ấy về ta? Tại vì thiếu hiệp cũng như ta đã say mê bóng hình Dương Thúy Ngọc. Không, không, Cốt Sơn Quyết Hải không phải là kẻ tục tử phàm phu. Dương Thúy Ngọc không xứng đáng với tình yêu đó, nên đã khước từ khi người ngỏ ý. Dương Thúy Ngọc ơi, thà cứ để cho ta biết một lần sự thật, mà tình yêu nàng càng thâm thiết nhiều hơn. Đâu có phải kẻ trưởng phu không có lúc thấp hèn, nên ta ước muốn một lần làm tên phàm phu tục tử. Nhưng trưởng phu ơi, khi đã hạ mình làm tên tục tử thì tên tuổi kia cũng suốt đời phải xử tiết ô danh, mang tiếng phường giao tuổi con kẻ tình thù của ta. Rồi khóc hận một mình đem cái trưởng phu vào trong duyên nợ, là kẻ u mê không biết thức thời, thì tình thù ở dưới tầm tay. Em là gái ở trong chỉ diện lầu hồng không biết câu duyên nợ, yêu thì yêu rất nhiều nên khó giữ lòng thủy chung. Thúy Ngọc, đang tính chuyện trăm năm sau nàng nói như vậy, dù sự thật chán trường nên che giấu là hơn. Chính vì chuyện trăm năm mới có thật lòng, để kẻ qua đường chớ dừng chân. Sao cái thật lòng đó nàng không nói với ta khi ta đã ngỏ lời trăm năm chồng vợ? Thúy Ngọc ơi, nếu nàng biết rằng ta đã lặn lội đến Thanh Lâu để chuộc nàng ra, và đã lặn lội tìm kiếm khi nghe nàng bỏ trốn. Cảm ơn đại dương,
Nhưng vì đại dương không có thật lòng nên tôi không thể tính chuyện trăm năm với một kẻ đã có năm mười đời vợ. Ta tưởng như thế cũng xứng đáng với một cô gái có hàng trăm hàng chục thằng chồng. Cấm miệng lại, phụ kiếp. Đại dương, anh Hà độc thủ đại dương đó à? Lan Bạc Hổ nói sự thật mà. Chính vì tôi yêu Dương Thúy Ngọc nên tôi không muốn nghe nhiều về dị dạng. Anh ghen hờn với dị dạng tức là anh sợ sự thật. Như vậy anh không thể làm người yêu của tôi được. Anh hiểu chưa? Anh hiểu chưa? Dương Thúy Ngọc, em đi đâu vậy? Dương Thúy Ngọc. Mô Phật, tiểu huynh đài vì yêu thương mà đã lầm lộn ghen hờn hạ độc thủ. Như vậy kẻ phụ thù muốn ra đối diện để bôi xóa hận thù, thấy tiểu huynh đài đối xử thiếu quân tử với kẻ kia thì chẳng bao giờ dám xuất đầu lộ diện. Nhưng đối với độc phương Trường Cảng, tiểu sinh vẫn dành cho một ngoại lệ của giới anh hùng Mã Thượng. Mô Phật, nếu vậy thì ta sẽ chỉ cho tiểu huynh đài biết nơi ẩn náu của kẻ gia thù. Hả? Hòa thượng biết chỗ ở của độc phương Trường Cảng? Biết. Vậy tiểu huynh đài hãy cho ta mượn cây sào ở trong tay đó đi. Cây sào này nó giúp ích gì cho hòa thượng? Không giúp ích cho ta mà giúp ích cho tiểu huynh đài. Nó sẽ chỉ cho tiểu huynh đài biết ai là độc thương Trường Cảng. Cốt Sơn Quyết Hải, ngươi hãy xem trường thương này rồi sẽ thấy kẻ thù 20 năm xuất hiện. Độc thương Trường Cảng, ta đã nhận diện được nhà ngươi rồi. Đấy là sự trừng phạt của nữ chủ nhân Phấn Hương đột nhãn. Cô Bạch Tuyết không dừng tay lại. Cô nương. À... Trời. Tiểu huynh đài. Linh huynh ơi, em đã hại Linh huynh rồi. Tiểu huynh đài. Linh huynh. Đôi mắt của tôi. Hồng mũi. Linh huynh. Hồng mũi ơi, khi anh và em đã tìm ra tông tích kẻ già thù, thì quan kiên lũ lượt rủ nhau về anh bị mù loà vì độc nhãn Phấn Hương. Tội là tội cho em mà anh gánh chịu đau thương, kẻ thù đây cũng nhỏ lệ khóc thầm. Em có thấy hay không? Ân nhân ôi môi thù 20 năm nặng triệu trong lòng cô giống đã ban tành. Trước mắt ta là một nhà sư hiền thủ mà ta phải cậy nhờ chữa trị cho anh mình. Quyết Khải, Quyết Hồng ơi, đứng trước mặt hai ngươi ta mới tỏ thật lòng ta cho hai ngươi được biết. 20 năm qua ta sám hối ăn năn những tưởng thời gian bôi xóa hết nỗi ưu phiền ân oán, nhưng bỗng một con về ngang bên tầm dương ta thấy cây trường thương năm cổ, ta mới biết dòng họ kẻ thù xưa còn ôm nặng môi thầm thù. Quá khứ chồm lên và dị dáng đôi mòn, một phút suy tư ta để lòng mình lắng dịu, khi thấy con kẻ thù đã cứu giấc cứu nhân. 20 năm trước cha gieo rất đau thương, 20 năm sau con gieo mầm nhân nghĩa. Người đầu bạc kẻ tóc xanh nên ta hỷ xả với hồi kinh nguyện cầu. Cầu nhân ông vừa bảo phụ thân tôi gieo sắc quan thù gì? Ngày xưa ta và phụ thân ngươi là hai tên cướp biển tham giao. Một hôm vùng trời biển động, cha các ngươi bắt ta lao mình ra biển cả để ở nhà tự thông như vợ của ta. Rồi sao nữa? Cừu nhân ông ấy kể tiếp đi. Rồi một tia nghi ngờ lẻ lên trong tiềm thức, ta vội quay tìm về giữa cơn giông bão.
và sự thật cho ta vừa nói đó. Một đường thương ngọt liệm đã giết chết vợ của ta. Hả? Còn phụ thân các ngươi ta bảo hãy về đi. Lỗi là tại con đàn bà dâm đàn. Nhưng bạn ta là một anh hùng hảo hán, đã lấy trường thương mà hủy hoại thân mình. Trời! Ta biết rằng nói sự thật sẽ chẳng ai tin, nên bẻ gãy can thương và tự nhận mình đã giết. Cũng từ đó ta mai danh nợ tích, đến nay gặp con bạn mình cũng vừa đúng 20 năm. 20 năm trước sự thật không ai tin, 20 năm sau đã có người tin sự thật. Em không tin. Mô Phật, tin hay không là quyền của cô nương, bần đạo không bắt buộc. Cốt bạch Tuyết Hồng, em nên giải quan cường chứ đừng đến thắt buộc nữa. Không, kẻ có trách nhiệm về đôi mắt của Lĩnh Quân vẫn là cừu nhân độc thương Trường Cán. Hãy xem đây. Dừng tay lại. Cốt bạch Tuyết Hồng, hãy đi lòng dân đôi với kẻ sắp đi vào miền vĩnh tuyệt, mà bán cho nhà sư sự xong để tìm lại màu xanh cho đôi mắt đôi mù. Đây là túi vàng vàng quen đã tìm về chú cô. Trước lúc hồn tôi xin nương nhờ cửa Phật, xin cô nương mở lòng cho hận quan được tiêu tan. Lan bạc khổ chủ nhân phân hương đoạt nhà, hãy dẹp hận thù để ta liền thuốc cho xong. Giữa đôi mắt anh nàng rồi hãy tính chuyện quản thân, để tôi được đáp đền ơn nghĩa với ân nhân. Xin hãy vì xác người nằm đó mà nở thêm phút giây sống còn cho bần đạo. Được, nhưng nên nhớ sau khi chữa xong đôi mắt cho anh ta, ta sẽ giết ông. Được rồi, thôi, hãy để ta đem vàng vào trong luyện thuốc. Thật là một đối thủ rất rộng nghĩa sâu, tuy thù hận, nhưng ta thật tâm kính nể. Không muộn, em hãy suy nghĩ lại. Thôi, anh cứ ở đó mà tâm sự, tôi vào xem hòa thượng luyện thuốc. Cốt sơn quyết hại. Thôi, đừng bận biểu làm chi nữa, cứ để em đơn độc với dì Giang buồn thương. Kìa Dương Thúy Ngọc, em định chạy trong anh sao? Cốt sơn quyết hại. Nhớ cách xa em ơi, vì xa tình bao cay đắng. Tai ai nắm trong mà duyên sao muôn dở dàng. Một người về biển sâu buồn mang theo vấn vương trong lòng, một người về non cao tình thiên thu thiết tha vô. Quận khao khát và hy cơn sâu, người như nắng ban mai, kẻ như áng mây chiều, tìm bến yêu ngờ.
đò dốc đò ngang, rồi chén chi phần số đò neo bờ lao lắc. Khách vô tư khách suy tình phòng, hay biết được tiếng đầu tiên nhẹ nhẹ với bài chèo. Đã làm một kiếp đò độc hành cũng kiếp phong trần, đường muôn vàng nẻo mòn chân giang hồ. Dường phương ông ước sai hương, những nghĩ qua bàn tình dương chi nữa. Người ơi hãy cố quên đi kỷ niệm hôm nào bên bến tâm chuyện đò em riêng chiều sầu đau. Gót giang hồ mòn chân thiên lý, mà còn kiếp đò đưa cạn mấy sông dài. Cùng một tâm tư chung mối u hoài, chia sớt cho nhau công nhân tình ấm lành, sang sẻ buồn phiền bao năm tháng đơn côi. Mộng đã dương rồi dương Thủy Ngọc ơi, tình yêu vui mặt cho thêm sầu duyên số. Với cố đường xưa anh hằng dấu chân tụng tử, giờ đây sẽ đi vào quên lãng để đường xưa qua lại ngã thương tình. Hai ơi xin anh đừng nói lên cho đau lòng má hồng phận bạc đau. Quyết yêu anh thì trọn đời em sẽ nguyện gìn giữ, dù cho trăng đắng ngàn cái đắng bằng sống vậy, nhưng bóng hình anh vẫn mãi trong tim muôn thuở chẳng hề phai. Yêu em xin chớ cụ vàng, anh thề Sơn Quyết Hải, anh Dương Thúy Ngọc, em. Ê, trời ơi, ai vậy nè? Trời, quỷ tha mà bắt sao mà chạy dữ vậy? Quỷ không tha mà không bắt, con yêu cái nó rượt tiểu tăng kìa. Ông ném về tiểu quỷ với tiểu tăng gì? Dạ. Dạ thua cái gì? Ai là yêu cái? Đứng đó một chút đi, rồi tôi tính sao. Hòa thượng bảo tôi đưa anh và Dương Thúy Ngọc vào hậu liêu chữa trị. Không được, không được, tôi phải kiếm đường tôi phải trốn mới lẹ. Bảo đứng đó còn lò mò đi đâu nữa? Thì tôi đi... Đi đâu? Tôi đi tìm hòa thượng. Vì tìm hòa thượng xin chữa trị đôi mắt thì để cho tôi lo. Nè, em hỏi nè, tại sao anh dám buông lời ngăn cản em trả thù xưa? Hồng muội nghĩ coi, dù sao thì hòa thượng cũng là ân sư của anh. Vì vậy, anh xin hồng muội nới tay cho thầy. Việc em giết kẻ thù xưa đòi nợ máu, anh đừng có xem vào. Ngoài ra, em hứa lúc nào cũng xứng đáng là người yêu bé nhỏ của anh. Hồng muội nói thiệt nghe. Em hứa mà. Hồng muội không có được hung dữ với anh nữa nghe chưa? Dạ dạ. Phải dễ cưng, không được hét to lớn với anh nữa nghe chưa? Dạ. Nói được nói hoài. Hồng muội. Đường trần muôn vàng lối đi kéo về, tình này ở đây kết xe ai xuôi kiếm gặp nhau đây. Tại trong vòng tay ngó lời yêu chưa tròn câu đáp, tờ duyên hơi ai có già chúng tình. Nào đâu lòng này dám đâu sai, em với anh như tiền lữ yêu tên tùng tử. Bên nhau dấu đông về lành giá, lòng nghe ấm lòng như trời.
sau về ban nắng tươi, để cho bờ mi quen rớm lệ tình đầu. Ngày anh và em đi đời ta chung nhịp tim, hai dòng niềm tin tình ta suốt đời bên nhau. Em ơi, không chỉ riêng em mà những ai bước vào đường yêu cũng nhiều đau khổ khi phải nghe hai tiếng chia ly thốt lên từ đầu môi của người mình yêu mến. Làm sao định nghĩa được tình yêu gì, nó là khoảng trống mênh mông, là bên bờ vô định. Và tình ảnh gửi trao em không là gấm lụa vàng son, không điêu hoa vàng vôi, mà bằng con trái tim yêu đang bừng lên ngọn lửa xua tan giá băng đê. Tình không ngăn cách em quánh mặt đành sao, khi tình mới trao nhau nhìn giọt nước mắt em rơi nghẹn ngào. Lòng anh chơi rơi giữa đêm đông lạnh lùng mưa gió, đừng khóc nữa em dù một lời thôi em nghe. Anh đang chờ nghe em chút cạn thương sâu. Dời dời tình trắng duyên nước chung cùng, trắng soi bóng nước như mình trùng xa cách thiện lý. Đường đời sao mình lại gặp nhau, duyên kỳ ngộ mơ hồ như mộng ảo. Hân hoan đến lệ trào đắm ướt dân mi, đã nói tiếng yêu nhau thì người ơi, dù cho sóng gió phong ba xin hắn giữ vẹn câu thề. Tình mình sát son cũng thủy, dù gặp muôn ngàn cách trở ta cũng vượt qua bão tố phong ba. Chia lìa hai đứa em nhạc lìa lối xa xôi biển biệt, nếu giữ lương duyên ta không còn vẹn. Anh quyết cùng em cất bước ra đi, dắt cánh bay xa gần một nơi phương trời xa thăm. Cho đôi khuyên ôm vui vậy hạnh phúc không còn lo, không còn lo cánh chia ly cho nén nhạc. Đôi đường mỗi biên đầu còn đâu, anh gửi tình anh theo nhớ theo thương về tận đáy tâm hồn. Tình của đôi ta em ơi không thể xa rời. Khi đã yêu thì trọn lòng chung thủy, dù đến ngàn đời vẫn nhớ em ơi. Tình đã trao vào, tình đã trao em không bao giờ ngăn cách. Giờ anh yêu em như mây trời quyện gió, như đôi phường lõm gắn bó không rời. Anh hứa là anh nhớ lời nghe, chứ em ghen lắm mà. Anh hiểu mà, anh biết mà. Hiểu, biết thì nhớ, nhớ nghe không? Ui da, trời ơi, chưa chi mà ngắt nghéo rồi, thịt non mà chịu sao nổi trời. Đau như vậy đó anh mới nhớ chứ. Ui da, thôi anh nhớ rồi, đừng có nhéo nữa. Xong chưa? Mô Phật rồi. Bây giờ ông ngồi làm gì đó? Bần đạo đang tham thiền nhập định. Nếu ông mượn có ngồi lì ra đó, tôi sẽ có cách mời ông đứng dậy. Tôi cũng đứng dậy rồi đây.
Ông biết điều lắm đó. Bây giờ ông có thể bắt tay vào việc chữa trị cho lĩnh huynh ta chưa? Ủa, mà lĩnh huynh của ta và Dương Thúy Ngọc đâu cả rồi? Cả hai đang ở trong tịnh phòng chờ đợi. Chờ đợi ai? Ánh sáng của mặt trời. Và bây giờ hãy quay lại đối diện cùng ta mà chuẩn bị thỏ nhúc anh. Hả? Mô Phật. Đôi mắt của cửu nhân đã muôn đời chìm trong tâm tôi. Độc thương trường căng, tại sao người lại cướp quyền trừng phạt của cốt bạch huyết hồng của nữ vũ nhân Vân Ương được nha? Hồng cô nương, cô nương ơi, với đôi mắt tối tăm này chưa đủ cho cô nương quên thù oán hay sao? Hai mươi năm trời đắng đắng trôi qua, thù xưa ta ngờ đã chìm vào kiếp vô vi. Người trước muốn quên đi, nhưng người sau lại cố tìm về. Không giải cừu oán mà oán cừu thêm cao ngất. Ta không dai không mượn mà theo ta đeo đuổi réo đòi, còn nợ ta ai trả? Nếu ta đòi nợ năm xưa, ông tự hào là một kẻ trượng phu, sao không dám đối đầu với con kẻ tử thù? Ta muốn giải cừu oán, nhưng oán cừu cao ngất, nên mới xuống đầu lộ diện, sai Huệ Minh đi tố cáo thầy để tùy cô nương quán trả ơn đền. Nhưng khi gặp cô nương vẫn không nguôi thù hận, muốn bắt ta đuôi mù thì ta đã mù đuôi. Hòa thượng ơi, tại sao hòa thượng không là nạn nhân của Phân Hương đột nhàn? Để khi tôi hối hận rồi còn có phương cứu chữa vết thương, để khi hết oán cừu tôi sẽ quỳ phục dưới chân dân gian thương nắng nỉ người lấy lại dùng anh sáng. Nhưng giờ đây thì đôi mắt kia đã chìm trong đêm dài vô tận, dù có nắng ban mai lại gọi giấc liêu phong. Vô tiên công phu đánh thức giọt sương hồng, từ khi vào đời mang danh chủ nhân Phương đột nhàn, trên bước tầm thù tôi lùng thêm cừu nhân. Tôi đã đổi đời thành đêm trắng ngày đen, rồi tự hào là đã cải được quyền của tạo hóa. Nhưng khi hay tin có một nhà sư xa lạ chen vào chuyện xin tư phá vỡ một công trình, thêm vẫn hồn càng tăng thêm số nạn nhân và quyết định dùng tên kẻ thù là Độc Thương Trường Căng. Nhưng có ngờ đâu người ân
Phật, bần đạo chưa đem ân huệ gì đến cho thi chủ cả. Nếu việc chữa trị cho anh tôi hòa thượng chưa cho là ân huệ, thì bây giờ bắt đầu tôi nhờ ân sư đây. Bần đạo đã biết nữ thi chủ muốn nhờ cậy việc gì rồi. Vậy hòa thượng đứng đây để tôi đi kêu nhé. Hồng cô nương, tôi còn đứng đây. Nữ thí chủ cầm gói thuốc này trao cho Huệ Minh. Không, từ bây giờ muốn nhắc tên của người yêu, nữ thí chủ hãy gọi tên thiện nam đó. Nhưng tôi chưa biết tên cha sanh mẹ đẻ của chồng tôi. Trần Tục Lụy. Mô Phật. Ai đó? Huệ Minh. Mô Phật Trần Tục Lụy đó à? Bạch thầy, xin thầy tha tội cho con. Người đã thay áo đạo chưa? Dạ rồi. Như vậy người đã hoàn tục. Bần đạo không còn lý lẽ nào để buộc tội chúng sinh. Người vào đây gặp ta chắc để gửi lại chùa tấm áo nâu sòng không căn quả, có phải vậy không? Bạch thầy, bởi thiếu căn duyên nên khó hầu Đức Phật. Bởi không quen dưa muối chai lạc nên con xin hoàn tục mà quay về vay mượn lại món nợ thế gian. Thôi, Hồng thi chủ hãy dìu thiện nam vào hậu liêu lo than thuốc. Ba lại cuối cùng xin vạn tạ và trọn đời giá biệt kể kinh. Hòa thượng ơi, chúng con đã thấy là ánh sáng mặt trời rồi. Xin cảm ơn Phật tổ và một lại này xin lại tạ ân sư. Trời, cuộc bạch huyết hồng đã hãm hại ân sư bằng phân hương đoạt nhãn. Tại sao lĩnh huynh không cho rằng em gái anh đang hướng thiện hồi tâm? Vì tại sao đôi mắt của hòa thượng hay là người tự quỷ? Mô Phật, đó là ý muốn của Đấng Chí Tôn bắt ta phải chịu cảnh tối tâm để cho thế nhân thấy ánh sáng quang minh, tìm về đạo lý. Hòa thượng, thôi tất cả hãy để yên cho ta cất tiếng nguyện cầu. Còn một nạn nhân nữa của phấn hương đoạt nhãn đang chờ ta đọc một hồi kinh sám hối. Kẻ đó là Tiểu Huệ Minh. Không, người đó mang tên Trần Tục Lụy, chồng em. Thầy ơi, thầy ơi, con đã sáng mắt lại rồi. Dạ, xin cảm đội ơn thầy. Mô Phật, bây giờ xin tất cả hãy rời chùa để Thích Huyền Chân được vĩnh viễn rời xa dị dạng. Xin giả từ hòa thượng. Huệ Minh con giả biệt thầy. Dần mây thoáng bay, nghe gió lành buốt giá, màn sương đêm nay về nơi đâu, nghe vắng ta tiếng thở than, bao âm quang trôi qua người này hết nỗi phiền, giờ còn lại đây.